Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm thử đồ uống bia trứng xem thế nào. Trứng thì ăn nhiều rồi, bia thì uống quá nhiều rồi. Nhưng mà bia trứng thì chưa uống bao giờ, không biết hương vị như thế nào. Hôm nay thử xem hương vị thế nào. Đây, ở đây tôi có một lon bia Hà Nội, một quả trứng gà sạch này, không phải trứng gà công nghiệp nhé, trứng gà công nghiệp này ăn đau bụng có mạnh. Tôi sẽ bật bia này. Giờ tôi sẽ đập trứng vào bia và khuấy lên. Anh em đã thấy trứng trong bia rồi. Mọi người đã thấy trứng ở trong bia chưa? Đây nha. Ông bỏ vẫn còn dính trên bọt bia. Quay lên. Uống kiểu này chắc Tào Tháo đuổi chạy dãy đất. Chưa thử món này bao giờ. Xin mời mọi người nhé. Tanh mùi trứng, gậy mùi lòng trắng. Tôi sẽ uống hết cốc này, xong là kết quả thì tôi sẽ cho các bạn biết vào clip sau. Chắc là ông Tào Tháo mới đuổi bỏ mẹ luôn, đúng không ạ? Xin mời. Dạ dày như một cái bãi rác ấy. Ăn cái gì vào cũng ngon, nhưng mà dạ dày nó sẽ chứa hết. Nhưng mà ăn từng thứ thì nuốt được, chứ đổ lẫn vào kiểu này thì ăn kiểu này kinh quá. Thật sự đây là lần đầu tiên đấy. Xin mời các anh em nằm lốt trong xem nào. Hết. Anh em nào muốn thử thì mua trứng gà sạch và làm non bia xem thế nào nhá. Tôi thấy kinh quá. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của tôi nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của tôi. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại.